Xin chào các bạn. Hôm nay, mình muốn giới thiệu một sản phẩm cực kỳ hữu ích cho bà con nông dân King Super 260SC của Eurochem. Đây chính là giải pháp tuyệt vời để diệt trừ sâu đức thân, bảo vệ mùa màng và nâng cao năng suất. Các bạn có biết không, sâu đức thân là một loại sâu bệnh cung đầu đấy. Chúng phá hoại cây trồng, khiến năng suất giảm sút. Nhưng đừng lo lắng, vì giờ đây chúng ta đã có King Super Tricesium SC. King Super Tricesium SC là thuốc trừ sâu đặc biệt với công nghệ hiện đại từ Eurochem. Sản phẩm này không chỉ diệt sâu đực thân hiệu quả mà còn an toàn cho cây trồng và môi trường nữa. Điều đặc biệt của King Super Tricesium SC là nó thấm nhanh vào cây và tác dụng kéo dài. Chỉ cần phun một lần là bạn có thể bảo vệ cây cả mùa vụ luôn. Hơn nữa, sản phẩm còn giúp cây phát triển khỏe mạnh và tăng sức đề kháng nữa đấy. Cách dùng King Super 260SC cũng rất đơn giản. Bạn chỉ cần pha loãng thuốc theo hướng dẫn trên bao bì rồi phun đều lên cây. Nhờ phun vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát để thuộc đất hiệu quả cao nhất nhé. Với King Super 260SC, bà con mình không còn phải lo lắng về sâu đực thân nữa. Sản phẩm này đã được các chuyên gia hàng đầu kiểm tra và chứng nhận an toàn, hiệu quả. Nếu muốn tìm hiểu thêm, các bạn hãy truy cập trang web dearplanted.vn nhé. Ở đó, bạn sẽ tìm thấy nhiều thông tin hữu ích về các sản phẩm nông nghiệp khác của Eurochem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn có một mùa vụ bội thu với King Super High Sexa SC. Đừng quên bấm thích và đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin thú vị khác nhé. Hẹn gặp lại!